Cái này là dán đứng che nắng chứ không phải là dán đứng bị tác động vật lý đâu nha mọi Thì người. chứ anh nghĩ là chắc anh phải nên bỏ cái dán posing đó mới được. Tại vì một lần duy nhất trong đời mà bị nghĩ là mình bị tác động vật lý bởi vì cái dán posing đó cho nên là sợ tới già luôn á. Giỡn thôi chứ mọi người tập trung như cái hotel mà anh đang ở mấy ngày cuối ở Bangkok nha. Oh my god, nó so beautiful. Ở phần 3 thì anh đã cho các bạn coi cái khung cảnh buổi tối rồi. Thì ở phần 4 này mình sẽ coi khung cảnh buổi sáng. Chỗ nó đẹp dã man lắm mọi người ơi. Ánh nắng chan hòa, không khí thì tuyệt vời. Hồ bơi ở đâu lại ta nói. Tôi biết là cái hồ bơi nó đẹp vậy đó, nhưng mà đi xung quanh chụp cảnh thôi là cũng đã hết ngày hết giờ rồi. Trời ơi, bởi anh nói do hôm nay là ngày cuối cho nên là tự nhiên sáng chỉ kịp ra chụp vậy thôi, xong rồi bây giờ vô bag vali đi về. Ủa mọi người, bởi ta nói sai lầm của tuổi trẻ đâu có sai đâu, có cái ngu nào mà giống cái ngu nào đâu. Tự nhiên không, ở 3 ngày ở trung tâm rồi tự nhiên ngày cuối ngựa chi đi ra ngoài, xong rồi mê cái khách sạn này quá, nhưng mà tự nhiên còn có một ngày tối đến cái xong sáng ngày hôm nay là phải đi ra sân bay tiếp rồi. Trời quá xa là chán đời, ta nói tôi tức á. Nhưng mà lần sau quay trở lại Thái Lan thì anh sẽ tiếp tục trải nghiệm ở khách sạn này một lần nữa. Còn nha. Bây giờ thì anh đang ở trạm tàu BTS để bắt train đi ra sân bay, sao mà thời gian của mấy ngày cuối nó nhanh ghê luôn á ta ơi. Cứ mỗi lần đi du lịch mà qua mấy sân bay bên này á, mọi người đến sớm cũng không có sợ bị buồn chán là không có gì để làm đâu nha. Tha hồ mà đi shopping, chỉ sợ không có đủ tiền để đi thôi. Cái cửa ra máy bay cũng hơn là cửa tới số 20 mấy lượt. Trời ơi, ta nói đi muốn rụng giò thôi, thì giữa chặng đường thì mình ghé vô cái duty free để mình mua xôi xoài. Thật sự mà nói là xôi xoài ở trong này nó ngon bá cháy mùi chén luôn nha anh, mà nó đá. Ủa sao bên này có nguyên cái booth của John Eleven mà ở Việt Nam chưa có vậy? Trời ơi tôi tức chết. Ban đầu mới tới nơi là ta nói quấn đít mà chạy, tại cứ sợ trễ mọi người, check in rồi đứng đợi lâu, xong rồi cái cửa ra máy bay thì xa nữa, nhưng mà ai dè còn dư thời gian để mà ngồi ăn xôi xoài tận hưởng luôn. Còn á. Bây giờ thì về lại Sài Gòn thôi, hẹn mọi người ở chuyến du lịch tiếp theo. Bye.